này má cứu mày không nổi đâu con. Mày lội về đi, tao nhắc xe thì tao chết. Nhà đâu hết trơn rồi Thịnh ơi. Ông này là ai trời? Ở nhà mày báo quá, mày hết biết tao anh ba mày chứ ai. Anh ba nào? Anh ba con cứu má mày nè. À, mẹ ơi anh ba về, mẹ ơi anh ba về. Quên, mẹ đi công chuyện nè. Mà để tôi xếp đồ đi giùm cho. Cảm ơn à. Ngồi xuống. Dạ dạ dạ, em ngồi liền anh ba. Nghe nói nhà này mày báo lắm hả Thịnh? Trời ơi, tôi có báo đâu. Tôi lấy tiền của bà tôi đi mua chiếc xe nít tôi chạy. Mà giờ trống chân không tới bà bán chiếc xe nít bà mua lại tôi chiếc F game này đó. Mày đậu xe trước mắt không Thịnh? Không đâu, trời ông thấy quanh đây nè. Có nhà nào không? Mà sao mắc được? Sáng giờ có bằng cơm nước gì ăn chưa? Rồi. Sáng có gì ăn rồi? Mì gói. Để lấy tao mần lắc ra ăn ha. Trời trời. Được không? Thôi, thịt nó dài lắm. Mày tính mày ăn, có con chó vô nhà mày đồ ăn tao lại mày luôn à. Mày báo hết sớm mày đừng có báo ở nhà người ta không cái. Nhưng mà bây giờ ông có người yêu gì chưa? Chưa, ở trên Bình Dương về kêu mày kiếm cho anh nè. Trời, tôi có đâu mà kiếm. Dù áo Bình Dương đẹp quá ta. Nè, bù lại cho tôi nè. Bà mua cho tôi cái áo từ 8 tuổi tới 15 tuổi nè. Chưa mua cho tôi thêm một bộ nữa đó. Đù, xe ốc Titan đẹp quá ta. Dữ. Đó, còn chiếc xe của tao đó, mày lấy luôn đi. Ừ, để tôi lấy. Đi Bình Dương thất nghiệp về gặp mày báo ở nhà nữa. Tôi không có báo rồi đó à. Nè cái lo nè, hát tới 11, 12 giờ khuya, hàng sớm tao điện lên chảnh tao bắn vốn tao nè, không báo. Trời ơi, tôi hát hay chứ phải tôi hát dở đâu mà báo. Ừ, hát hay mà tới nó như bò gống kìa. Ai nói? Ai nói thì mày tự biết. Mày nói ra, tao nói ra thì mày lại nhà tao mày quậy hay gì? Quậy đâu mà quậy. Rồi nước nôi sáng mày mần cho nhỏ nào uống còn nguyên vậy? Có mặn cho nhỏ nào đâu. Má đi chừng nào mới về? Má đi chút dĩa gì? Đi đám hay là đi chùa? Đi... đi chùa hay gì á, bữa nay à. Nhà cửa cái rồi tôi thấy. Sáng không lau nhà, quét nhà gì cả chân vậy? Làm biến quá. Có khi nào mày làm xiên? Kè tụi nó rủ mày đi báo kìa làm xiên gì mày cái đi. Trời ơi, tụi nó nói phải có chiếc xô nít tụi nó mới chơi vô. Mà chắc bây giờ tôi không mua chiếc xô nít nữa đâu. Tôi mua chiếc xô ít hở bẹt quá. Xô ít hở bẹt quá. Mày tính mua nữa hả? Còn chiếc xe con của chị hai kìa. Mày lấy mày chạy mày khoe tụi nó đi. Xe gì nhỏ xíu sao mà chạy? Vì mới... sao nẹt vô được? Vì nó mới chết. Phun xăng bằng cơm. Cơm hả? Vui nè. Sao quét nhà quét cửa gì ra? Thành biến quá. Nhắm cào làm thấy không? Bà về bà cạo cái đầu mày. Cạo đầu tôi đi tu luôn. Chùa nào trứng mày? Chùa Phước Liên. Vô Phật à. Nóng quá đi ra lấy quạt cho anh đi. Ok. Cất cái cặp luôn nè. Ngủ. Hả? Tắt đi. Thôi không có xe. Xe đó. Xe này của anh ba tao rồi Bình Dương về đó. Lấy đại đi. Thôi ông chửi tao chết. Chửi trời. Chửi. Đi. Chơi với tao hả? Thì tao bảo kê cho. Mày thấy cái tướng ổng như con dâu hay không? Bốn người lại thôi làm lại một người. Đi đại đi. Thôi. Tim ta đầy đủ chưa? Gì mày? Ê, mày kiếm đâu ra nhỏ đẹp quá vậy? Con gái tao á,
làm mai cho tao đi. Được không? Mày có gì đâu mà làm mai. Nó là phải có xô nít á, nó mới đi. Chứ suốt, dép game, nó không có đi đâu. Rồi, chiếc này được không? Chiếc này hả? Ừ, cũng được á, mà có ai vậy? Con bà tao á. Mày lấy đi được không? Được. Được mà mày cũng không biết chạy đâu, ngồi trống chân không có tới nữa. Thì mày hỏi nó coi á là nó có biết chạy không? Chở tao đi. Nó cũng biết chạy luôn. Vậy tao đi, không đi đâu. Ê, ê, để tao chở mày. Mày vô cắp chìa khóa của mẹ mày đi. Ok. Kiếm gì ăn cái gơi mệt quá. Ôi trời trời, chiếc xe tôi đâu rồi trời? Mới đậu đây ngủ giấc ra mất tiêu chiếc xe rồi trời. Cái thằng ông nội nhỏ này đừng nói mình, nó chơi nó lấy xe mình thiệt nghe trời. Ôi trời ơi Thịnh ơi Thịnh, đợt này mày chết mày với tao rồi Thịnh ơi Thịnh. Trời nắng trời nôi mà để tao kiếm gặp mày là mày tới số mày với tao Thịnh là Thịnh. Mấy thằng nhỏ ở sớm này không biết nó đâu có chơi rồi, nó kiếm nó coi. Tao phải kiếm cái cây mà cầm giò tao đập cái này gãy bay sườn mà chiến này với tao. Tối ngày báo nói báo thì không chịu đâu. Ê nhỏ, ghé là tao hỏi coi, mày chạy kiếm cố nội tao hay gì chạy dữ vậy? Mày biết Thịnh đâu không? À biết, nhà nó đây nè. Mày biết nó đang đâu không? Như tôi cũng không biết nữa nhưng mà chắc nó hộp tem đâu đặng á. Mày chở tao đặng coi. Thôi đi ông nội, tướng ông chạy bá ngoài xe tôi chắc hư quá. Xe bị lớn mày sợ gãy. Ôi gãy á. Xe mày xe bằng nhựa gì? Mấy thằng nhỏ sớm này không nào nhờ giả được chân bay. Tao đã thấy mày đang gặp gãy giò mày nữa. Hết ló rồi tới mày, không thằng nào giúp đỡ tao được cái gì hết trơn á. Cái sớm mày nói báo không chịu báo đâu. Tính ngày chiếc xe cũng đẹp quá ha. Nhảy xuống đi. Coi lên số. Giả bộ. Ê, anh chăm cái cám thì sao vậy? Quay, quay, quay. Tốt nghe em. Ủa mấy anh đi đâu vậy? Em đi với ai? Không, chị ở đây với em. Ở đây làm gì em? Đây nói chuyện. Đây nắng chết nói chuyện gì trời. Đi nói chuyện. Mà chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Chị năm nay mới 20 rồi em ơi. Em 15 rồi đó. 15 luôn. Giờ là xứng đáng làm anh chị lắm rồi đó. Nè mà chị biết chiếc xe này của ai không? Nãy giờ thấy lên số em đó nè. Của em đó. Của em hả? Sao nãy chị nghe nó của anh ba em mà. Em cho anh ba em mượn á. Trời, cho anh ba đi Bình Dương mượn luôn. Ừ. Giữ vậy sao? Ừ. Quá xuất sắc rồi, rồi làm sao mà của em à, em mua được? Em để dành. Để dành hả? Ừ. Để dành 15 năm. Ừ. Rồi tiền đâu làm gì mà để dành được? Thì mẹ cho. Mẹ cho. Mẹ cho từ trong bụng để dành luôn. Vậy sao? Ừ. Cũng hay quá ha. Để dành mà mua được chiếc này, đam mê từ nhỏ hay đam mê từ trong bụng mẹ vậy luôn. Mà chị rảnh không? Rảnh. Chị lúc nào mà không rảnh em. Đi chơi với em nè. Đi đâu em? Chị chở em. Chở đi chơi. Em. Chở em bằng gì? Xe này nè. Xe này? Ừ. Trời, chị chỉ mê xe, chị chỉ thấy ngồi sau lưng người ta thôi chứ chị đâu có biết chạy đâu em. Rồi, xu luôn. Hay là chị đi ép em với em đi, em chở chị. Nghĩ sao trời. Thôi hay là đi tập chạy xe đi rồi chở chị. Mua chiếc xe đẹp vậy mà không biết chạy, ổn như trời. Ừ. Tập đi. Thôi, mấy thằng bạn nó bận rồi. Bận nhưng mà bận thì cũng phải tập chút xíu là biết chạy chứ gì. Chị nghe nói chạy cũng dễ lắm á. Nãy thì quên nói mày nữa, nãy có ông nào ông đi kiếm mẹ, ông nào mập mập á. Thôi. Ông kiếm ông hỏi mày thì con. Thôi, bá đồ quỷ. Trời ơi, cởi ông đi. Nãy thấy ông cái cây đi đâu, chân rút đùi. Ôi thằng Thịnh đâu rồi ba ơi. Ngồi đấy đi con, ngồi xuống.
Mày lấy xe tao đi đâu sáng giờ? Tao ngủ lúc vậy rồi mày lấy xe tao đi đâu? Đi ở đây nè, đang cua gái. Gái đâu? Rồi cua được chưa? Chưa. Mày bao nhiêu tuổi mà mày đặt cua gái hả Thịnh? 15. Bự quá ha. Nhà cửa sao kêu mày quét sáng giờ mày không quét cơm nước chưa nấu nữa. Thức vậy tao đói bụng chết tao kiếm mày. Ra mở mắt ra mất tiêu chiếc xe. Rồi mẹ đâu? Mày nói mẹ đi siêu về tao có thấy đâu mà siêu về. Rồi tụi này nữa. Ngủ ghê tụi nó đi. Thằng nào cầm đầu đâu? Ra đây. Cái thằng đó tao kêu chở tao lại đằng này mà mày không chở hả? Cái này tôi không biết nha. Biết thiệt nha. Còn mày nó, bạn bè tốt của mày đó, nó lại nó có nào bên mày không? Tụi mày nói bên tao. Anh em sống chết có nhau. Đó, tụi nó chạy hết rồi đó. Mày về đằng này. Mày cúi đi, mày nhắm mày chịu nổi mấy cái cây này mày cúi. Nha. Đằng này má cúi mày không nổi đâu con. Mày lội về đi tao nhắc xe. Tụi ra, tụi mày vô đây. Lên. Đi vô đây. Anh định làm gì vậy? Mày nhắm tụi mày đi bỏ xe được không? Xe nó bỏ đi chạy. Con người ta mới có 15 tuổi à, ngủ ghê. Tối ngày. Nãy nó nói 15 tuổi rồi. Vậy nó nói bao nhiêu tuổi? Chiếc của ai? Mới ở Bình Dương chạy về, nằm ngủ giấc ra mất tiêu chiếc xe. Vậy là nãy giờ nó dụ em nãy giờ. Nó nói gì cũng tin hay gì? Ai biết? Bé nó nói mẹ cho tiền để dành. Nó mới báo ông bà già một chiếc xe rồi đó. Tụi mày chưa biết cái gì mà tụi mày còn rủ nó nữa. Biết mà còn rủ. Biết mới rủ. Nãy giờ trời nắng tao lội tao kiếm muốn chết. Mày, tao kêu mày chở tao là lần này tụi nó không chở là không. Ở đây dùng cây không có. Lần này thôi nghe, lần sau mà lại rủ ghê nữa tông lại tao mắng vốn từ nhà hết. Trời ơi, hết dám rồi. Ừ, hứa đi. Tao dắt xe về. Tụi mày chờ tin của nó đi. Thì mày nãy giờ vụ tao. Đẩy xe phụ tao coi dưới dốc nè. Nhanh lên. Báo quá. Nãy mấy em chạy nó nhỏ nó dốc đi sợ. Báo hiểu mà.